nhớ cái bà Helena không? Bà Helena là bà mà Helen. Dạ, đó cái bà hoàng hậu đó. Bà là người xây nhiều vương cung thắng đường nhất. Sau khi mà bà tin vào Chúa đó thì bà xây những cái vương cung thắng đường như vậy. Và bà là những người mà đưa những cái phần của máng cỏ này trong cái nhà thờ này á, mình sẽ thấy một tức là dĩ nhiên là không nguyên cái máng cỏ mà Chúa Giêsu sanh ra, nhưng mà một phần của cái máng cỏ đó và còn nhiều vật mà Chúa Giêsu tức là đã mang từ Bethlehem á, từ bên Do Thái qua được cất giữ ở trong cái nhà thờ này. Okay, now some John here after we come here. Now some Mary Magdalene. Steps here. Now it's closed, not yet open. Huh? Đây là những tòa nhà mới của nước Ý bà con, nhưng mà rốt cuộc mình không hiểu tại sao cái thời Roma La Mã đó thì ở bên Do Thái, cái thời Chúa Giêsu đó ở bên đó nhiều, nhưng mà những cái tòa nhà, những cái coi như hầu hết rất là ít, mà trong cái đó so sánh ở bên Ý này nè thì rất là nhiều bà con. Bây giờ mình đi nhà. Vương cung thánh đường Đức Mẹ trước thì cô ấy mới nói rằng là vương cung thánh đường gọi là vương cung thánh đường Đức Bà cả, là nơi mà cất giữ một vài cái kỷ vật nha, của tức là linh vật đó nha, của chúa liên quan đến Đức Mẹ và liên quan đến Chúa Giêsu nha. Còn lúc nãy mình vừa đi qua là bên tay phải là vương cung thánh đường Thánh Gioan, bên trước mặt bên cạnh đối diện với là vương cung thánh đường Thánh Gioan là người ta gọi là Holy Step. Thì cái Holy Step này mình có hai cách, mình vẫn có thể cầu nguyện. Nó có hai con đường đi lên, một bên á là đi bộ, một bên á là quỳ gối. Và cái quỳ gối thì có 29 step, tức là 29 bước bậc thang. Mình không một khi mà đi lên á là đi lên xong rồi á là mình đi ra cái exit, đi ra cái đường khác. Cho nên là không biết quý anh chị có muốn quỳ gối không ạ? Muốn. Có phải không? Ngầu vậy á. Vậy thì mình cứ đi nha. Nếu không xuống. Vừa rồi mình nói tại sao bên Do Thái đó, ở nơi Đức Chúa Xuân, cái thời Roma đó, cái nhà cửa bên đó, cái thời đó nó con không thấy mấy, mà trong đó bị ý. Okay, đâu, sao đó. Cái tòa nhà cũ của cổ thành đó lại nhiều. Thôi, nhưng mà nếu mà mình mỏi thì mình đứng lên mình đi tiếp không sao. Okay, nếu mà gì đâu có sao đâu. Và thì mình cứ cầu nguyện như vậy Chúa Giêsu cái đế quốc La Mã rất là mạnh, mọi thứ tinh tú đều đưa về Rome hết. Cho nên ở Jerusalem lúc đó đó là cái giống như Chúa Giêsu nói đó, là họ xâm chiếm đánh nhau và họ tàn phá tất cả mọi cái lịch sử của cái thời đó, phá hết những cái nước khác á, người ta làm phá hết. Còn nhờ cái bà mẹ của cái ông vua tướng Constantio đó, là bà là tin vào Chúa, bà lấy tất cả những cái di tích của Chúa, bà đưa về thành Roma, là tại vì con bà là tướng ở bên này, bà đưa tất cả những cái di tích về bên này, ví dụ như thánh giá của Chúa Giêsu, cái gốc mà bà tìm được, bà cũng đưa về cái viện bảo tàng ở đây.
rồi như Hoàng Anh nói là cái máng cỏ, những cái gì mà di tích về Chúa đó bà đưa hết về bên đây đó, cho nên là rất là nhiều cái giống như là khăn của bà Veronica với lại những cái gì mà liên quan tới Chúa đó họ đưa về Rome hết, họ giữ ở trong cái museum đó, là cái lý do tại sao. Cảm ơn chị Thảo đã giải thích ha. Coi như chính vì vậy mà mình thắc mắc tại sao cái thời đó đó Đức Chúa Giêsu được cái thời đó Roma đó mình tới không thấy cái nhà cửa, chỉ có một số nào nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà khi mình tới đây thì rất là nhiều. Rồi cảm ơn chị Thảo đã giải thích, hy vọng bà con cũng hiểu được một chút xíu nào ha. Chết rồi, cái này theo cái sự hiểu biết của em có thể em sai nhá. Bà con chị cũng quái cười nữa. Ok, vậy nói vui bà con ha.